Ngày 7 tháng 11, Chi cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc bắt giữ 4 container phế liệu xuất khẩu luồng xanh, trốn thuế hơn 500 triệu đồng. Theo đó, qua công tác nắm bắt thông tin, xác định đối tượng trọng điểm, ngày 7 tháng 11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực Y đi dẫn 4 container hàng hóa xuất khẩu đi Hàn Quốc được hệ thống phân loại luồng xanh thông quan miễn kiểm tra hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm An trụ sở tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu gian lận thương mại. Lực lượng chức năng bắt giữ 4 container phế liệu xuất khẩu luồng xanh, trốn thuế hơn 500 triệu đồng. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế xuất khẩu 0%, lô hàng. Chi cục đã kiểm tra thực tế lô hàng trên, qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 4 container trên là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế xuất khẩu 22%. Theo ước tính ban đầu, trị giá lô hàng gần 3 tỷ đồng, số tiền thuế ẩn lộ trên 500 triệu đồng. Hiện tại, chi cục đang tiến hành làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, đội giám sát và kiểm soát hải quan chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã phát hiện, ngăn chặn, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế đối với 2 lô hàng nhập khẩu được hệ thống phân luồng xanh của 2 doanh nghiệp, với tổng số thuế gần 1,5 tỷ đồng. Cụ thể, lô hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trần Linh, đội đã phát hiện lô hàng thông quan luồng xanh, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là màn hình dẹt LED, hiệu ZS Model E, thuế xuất nhập khẩu 0%. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa là màn hình hiển thị hình ảnh được cấu tạo từ nhiều nét và ít dùng ngoài trời, Model E, mốt ước thuế xuất nhập khẩu 12%, truy thu thuế 1,3 tỷ đồng. Lô hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Tài Phú khai báo giấy bóng mờ dùng để bao trái cây thuế suất 5%, được khai luồng xanh đã thông quan. Qua kiểm tra thực tế lô hàng trên là túi bao trái cây non ngoài trời bằng giấy, thuế suất nhập khẩu 20%, truy thu thuế tăng trên 155 triệu đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển thông tin vi phạm các trường hợp trên cho Chi cục kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.